Tập 2. Chứ dựa vào mấy cái đồ chơi này mà cũng muốn đánh với tớ sao? Rớt rủi. Chính là bây giờ. Cái gì? Chết tiệt, không thể né được. Vừa nãy mới tạo lại cơ thể, thở là còn cho hồi phục như mây trời mưa còn có thể dùng được chiêu này. Tử năng long quyển. Chết đi cho ta. Không phải tình báo nói, mặc dù hắn là tội phạm truy nã cấp S, nhưng thực lực ở trên lục địa chỉ có cấp A thôi sao? Nữ nhân chết tiệt. Hỏi ta mất đi lực sinh bệnh để dùng chiêu này, xem thử ta có đem ngươi làm thành chất dinh dưỡng hay không. Có người tới rồi, lẽ nào là chi viện của Hiệp hội Anh hùng sao? Chết tiệt. Với tình hình bây giờ của mình vẫn nên rút lui đi thì hơn. Nơi này sao giống như vừa mới có người chiến đấu qua vậy? Ủa, bên kia có người. Là người của Hiệp hội Anh hùng. Này, cô không sao chứ? Cô ta bị thương rất nghiêm trọng, mạch đều rất yếu. Lúc này đưa tới bệnh viện y là đã không kịp rồi, làm sao bây giờ? Trước đây tiểu bệnh không phải cho người chuyển hiện minh đan sao? Cho cô ta ăn có lẽ sẽ hiệu quả. Đúng, thuốc mà trước đây tiểu bệnh đã đưa cho tôi. Nhưng mà cô ta như vậy căn bản là không thể nào mà uống thuốc được. Lý nào phải diễn giống như ở trong phim sao? Viên đan dược này có hiệu quả rất nhanh, dùng chưa được bao lâu thì cô ta đã có thể hoàn toàn hồi phục rồi. Viên đan dược này có hiệu quả rất nhanh, dùng chưa được bao lâu thì ta đã có thể hoàn toàn hồi phục rồi. Ủa, cái tên này không phải đã được mình giải quyết rồi sao? Lại là hắn làm chị gái xinh đẹp này bị thương. Nó là đang muốn mình đi theo nó sao? Bà lại ra ngồi đi xa rồi. Chuyện cấm tối chỉ định vừa phải dựa vào bản thân giải quyết rồi. Nơi này là có một người không có năng lực sao? Đúng lúc lấy hắn để bổ sung cho tiêu hao vừa nãy của mình. Ủa? Ở phía trước có người đang chiến đấu. Là cô ta sao? Sao cô ta lại ở đây? Còn đánh với cái tên kia nữa. Là cô ta sao? Sao cô ta lại ở đây còn đánh với cái tên kia nữa? Người ở lại đây bảo vệ cô ta. Ta đi giải quyết cái tên kia. Nổ. Tên này rốt cuộc là ai? Thần thủ lại nhanh nhẹn như vậy. Như bùa lôi bạo như này, đâu không đánh được hắn. Nhất định không thôi để hắn lại gần đây. Lại gần thì mình chết chắc rồi. Đáng ghét. Nữ nhân này không phải là người không có năng lực sao? Sao chỉ một tờ giấy lại có uy lực mạnh tới như vậy? Động tĩnh lớn như vậy, nếu như để đỡ người lừa, đỡ người của Hiệp hội Anh hùng tới đây, y là rất rối rồi. Phải nhanh chóng giết cô ta ngay thôi. Hiện tại không thấy mong chờ, phụ thân sẽ tới kịp. Hiện tại không thấm mong chờ sư phụ thân sẽ tới kịp. Chỉ định phải dựa vào bản thân của mình thôi. Đi chết đi. Không hay rồi. Ngươi nên đi chết. Là ngươi. Không. Là anh sao? Sao anh lại trở nên lợi hại như vậy? Cô không sao chứ? Tôi không sao. Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây? Còn dùng chiêu vừa nãy nữa. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Cô còn bùa chú làm nổ tung như hồi nãy không? Còn vài cái. Tên này hình như có năng lực tối sinh. Nhưng chiêu vừa nãy anh đã tiêu hao sạch linh khí ở gần đây. Cô dùng lá bùa nổ tung sẽ tiện hơn một chút. Giao lại cho tôi đi. Mấy cái lá bùa còn lại đủ để khiến hắn nổ tung đến cặn bã cũng không còn.
Lần này có lẽ không sao rồi. Vừa nãy cảm ơn anh đã cứu tôi. Không cần khách khí như vậy đâu. Trước đây cô cũng đã từng cứu tôi một lần. Chúng ta xem như hòa. Nói ra, cô sống ở đây sao? Sao mỗi lần á đều gặp cô ở trong rừng vậy? Ủa, mấy đời nhà chúng tôi đều ở đạo quán đây này. Tôi đưa anh tới nhà tôi ngồi chơi chút nha. Được thôi. Nhưng mà tôi vẫn không biết tên của anh. Tôi tên là Đỗ Phương Thanh Mộng. Còn anh? Chu Thuấn Tiên. Sao anh lại tới đây này? Còn quái nhân vừa nãy nữa. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ây da, chết rồi. Xíu chút nữa là quên mất cô gái kia. Vẫn đang còn ở trong rừng. À, tôi đột nhiên nhớ ra còn có một chuyện. Cô ở đây chờ tôi một chút. Tôi đi rồi sẽ về ngay. Ở sâu trong căn cứ. Gần đây tàu thủy chở khách của thành phố Thần Hải nhiều lần gặp phải đánh lén của quái vật biến dị. Trong đó có không ít quái vật trên cấp A. Hiện tại Hiệp hội Anh hùng đã phái Niệm Động Hiệp dẫn đội tiến về phía trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin, mọi người hãy nhớ quan tâm đến kênh nha. Làm tốt lắm, tiếp theo hãy chờ mấy anh hùng này tự tìm đến tận cửa. Nhưng thứ mà mấy người đưa tới thật sự có tác dụng sao? Đó là đương nhiên, nếu như bắt được anh hùng gặp ít, đừng có tùy tiện mà giết chết lão đại chúng ta. Còn có dự định lấy hết siêu năng lực của bọn chúng. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ mạng bọn họ lại. Thế thì tốt. Tôi đi trước đây. Qua vài ngày nữa sẽ đến thử nghiệm thành quả. Cuối cùng thì cậu cũng đã tới rồi sao? Vết thương ở trên người của cô thế đỡ hơn chưa? Lần này may mà các cậu không những trị khỏi vết thương trên người của tôi, còn giúp tôi giải quyết được mục tiêu của nhiệm vụ. Cô biết hết rồi sao? Nó đã ghi lại tất cả rồi. Thật là có cậu mạnh như vậy sao? Lẽ nào là anh hùng vừa mới ra bút ở trong hiệp hội anh hùng sao? Còn có cô gái kia nữa. Anh hùng? Tôi chỉ mới có 16 tuổi thôi. Vẫn đang còn đi học ở trường siêu năng lực thành phố Thần Hải. Học sinh 16 tuổi đã giết chết tội phạm truy nã cấp S. Tại sao cậu không gia nhập vào hiệp hội anh hùng? Có thể giúp tôi giữ bí mật được không? Tôi vẫn muốn học thêm một vài kiến thức ở trường siêu năng lực. Chỉ có cô gái kia cũng giữ bí mật luôn. Thực lực thật sự của mình chỉ mới cấp sơ. Gia nhập hiệp hội anh hùng không phải sẽ bị lộ ngay sao? Được thôi. Mấy người có thực lực lớn mạnh như cậu luôn có sở thích kỳ lạ. Tôi tên Thương Lan, là anh hùng lớp A. Thứ này tặng cho cậu, sau này có gì còn có thể dùng cái này để gọi tôi. Chứ còn gọi là tôi tới ngay. Nhanh quay về tìm bạn gái của cậu đi. Cái gì mà bạn gái chứ? Chúng tôi chỉ vừa mới biết tên thôi mà. Đã quán của núi Võ Đang. Nơi này có cô thần thần kỳ thực. Tại sao nhìn từ bên ngoài một chút kiến thức cũng không nhìn thấy được vậy? Ở đây có cấm chế đặc biệt, người bình thường sẽ không thể nhìn thấy. Sư phụ, thứ kia tạm phát ra linh khí, sao cảm giác sống với tiên pháp của cô học vậy? Người nói không sai, cấm chế phù lục giả quả thật là một phần của tiên pháp. Nhưng mà ta đã quan sát qua, cô ta biết dùng phù lục không biết dùng pháp thuật. Tôi đoán là trước đây có đại năng tiên giới phá tối hư không mà đến cái thế giới này, đã đem cái thứ tương tự truyền dạy lại cho người của thế giới này mà thôi. Thì ra là như vậy. Đợi cả nửa ngày, cuối cùng cũng đã có người quay về rồi. Ta còn tưởng cái nơi này không có người ở nữa chứ. Cô chính là Đông Phương Thanh Mộng đúng không?
Người là ai? Tại sao lại phá được cấm chế vào đây này? Này này, không cần phải đề phòng tôi như vậy đâu. Cách phá cấm chế là người khác dạy cho tôi chỉ đến đưa thư thôi. Nè, đây là anh trai Đông Phương Vân, nhà của cô bảo tôi giao lại đấy. Anh trai tôi, chuyện làm xong rồi tôi cũng phải đi đây. Chờ một chút, anh là bạn của anh trai tôi sao? Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Bạn sao? Anh trai, cô chỉ xem tôi là người hầu mà gọi tới thôi. Tình hình của anh ta tôi cũng không rõ. Đã một khoảng thời gian tôi chưa gặp lại anh ta rồi. Tạm biệt. Thì ra cô vẫn còn một người anh trai. Nhưng mà mỗi năm trước sau khi anh ấy rời khỏi cái nhà thì đã bị bật vô âm tín luôn rồi. Nhanh đi vào trong của tôi. Là phù lục hóa văn này đặc biệt thật, hoàn toàn không giống với những hóa văn mà tôi đã nhìn thấy qua. Thanh Mộng còn đang ở đâu? Chết rồi, là ba của tôi. Ông ấy không cho phép tôi liên hệ với người ngoài nếu như nhìn thấy anh ở đây. Chết rồi, là ba của tôi. Ông ấy không cho phép tôi liên hệ với người ngoài nếu như nhìn thấy anh ở đây. Cái gì? Thế thì không hay rồi. Tên nhóc này từ đâu ra vậy? Dám đụng vào con gái của ta sao? Chịu chết đi. Có thể đi sang bên kia cũng được. À, được, cứ đợi tôi một chút nhé. Đây là cách liên lạc của tôi. Sau này nếu như có gặp phải khó khăn gì thì cũng có thể liên hệ với tôi. Cách liên lạc. Xem ra mình lại có thêm một người bạn mới rồi. Thanh Mộng, con đang xem cái gì vậy? Hả? Không có gì cả. Học viện siêu năng lực. Các vị lựa chọn họ chiến đấu, đương nhiên đều là vì mục tiêu trở thành anh hùng mà tới. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu kiến thức liên quan tới siêu năng lực một chút. Nếu như theo lý luận mà nói, siêu năng lực phân thành hệ ý niệm, hệ cường hóa và hệ đặc dịch. Hệ ý niệm dựa vào các thứ khống chế ý chí, bao gồm các nguyên tố hệ. Cường hóa bản thân hoặc là người khác. Hở đặc gì? Không thuộc cách gọi của hai loại trước. Đã bạn tính tiền sẽ thể hiện niềm động lực một chút. Niềm động lực là dựa vào ý chí của bản thân để khống chế siêu năng lực sự vật xung quanh. Ví dụ như tôi sẽ để những hoạt dụng của học tập của các bạn đang ở trên bàn bay lên không trung. Sao lại không dùng được? Trước khi đến trường vẫn còn tốt mà. Cô ta bị sao vậy? Lẽ nào là vòng tay đã xảy ra vấn đề gì rồi sao? Niềm động lực lên. Wow, sao bắt đầu đã nổi lên nhưng mình lại không có cảm giác siêu năng lực được dùng ra ngồi nhỉ? Đó, tôi giúp cô vậy thì đó là cậu ta đã âm thầm giúp đỡ mình. Một góc nào đó của học viện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nên hỏi mẹ trước đã. Lời tính tiền sao? Có chuyện gì không? Mẹ, sao vòng tay của con vừa nãy đột nhiên không có tác dụng? Không phải ba đang ở gần biển làm nhiệm vụ sao? Bên đó không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ông ấy vừa mới xuống dưới đáy biển. Có lẽ dưới đáy biển có ảnh hưởng đến tín hiệu của môi trường. Yên tâm, ông ấy là anh hùng cấp S đấy. Vòng tay của con là dựa vào năng lực của ông ấy mới có thể phát động được. Vận chuyển của năng lực bao nhiêu đều bị môi trường làm ảnh hưởng.
Được thôi, vậy thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và quay về. Ngoài ra bảo ông ấy chú ý an toàn một chút, tạm biệt mày. Được rồi Tina, chiến điểm đồng hiệp bị bắt ở trước tiên hãy lấn xuống, nhanh chóng sắp xếp đi có việc. Dạ hội trưởng. Được rồi Tina, chiến điểm đồng hiệp bị bắt ở trước tiên hãy lấn xuống, nhanh chóng sắp xếp đi có việc. Dạ hội trưởng. Một tiếng trước, khu vực biển thành phố Thần Hải. Niệm động 3. Đây là ở trong biển, ở trong địa bàn của ta, ta chính là vô địch. Chết đi. Hả? Đừng có nói sớm như vậy. Do tác dụng của môi trường, y là công cái từ xa đã bị giảm đi rất nhiều, phải nghĩ cách khác thôi. Niệm lực phân thân. Không hổ danh là niệm động hiệp, xem ra không dựa vào trang bị kia, bắt sống hắn y là có một chút khó khăn rồi. Vô dụng thôi, Long Quyển Lộn Vũ. Cả cái vùng biển này đều hóa thành hộ thuẫn của ta, công kích của người á, chỉ đủ để gãi ngứa cho ta mà thôi. Chuyện này thì có là gì chứ? Nắm đấm của ta có thể đột phá thiên tử. Độ mớ, nó còn sống lớn thật. Ngươi quả thật rất là mạnh, nhưng mà muốn phá được phòng ngự của ta còn kém một chút. Cái gì? Ngươi lại không bị thương chút nào sao? Một quyền không được thì 100 quyền. Tốc độ nhanh thật, nhanh chóng đi vào lĩnh vực của trang bị, sắp không chịu được nữa rồi. Chơi đùa tới đây thôi. Tình huống gì đây? Niệm động lực của mình nó lại không thể sử dụng được. Tao bắt được ngươi rồi nhá. Sở Thanh Mộng vẫn chưa order mình nhỉ? Nếu sớm biết thì lần trước bỏ cô ta để lại cách liên lạc rồi. Thuấn Thiên, cậu chờ tôi một chút. Hôm nay cảm ơn cậu đã giải vây cho tôi. Không cần khách khí. Trước đây cô cũng đã từng giúp tôi mà. Nói ra trước đây không phải cậu không có siêu năng lực sao? Rốt cuộc là sao mà có được vậy? Có thể chia sẻ kinh nghiệm với tôi một chút được không? Cái này sao? Cái thức tỉnh của mỗi người đều không giống nhau. Tôi có chia sẻ cũng không có tác dụng gì. Sư phụ đã dặn mình là chuyện tu tiên này không nên truyền ra ngoài thì tốt hơn. Thì siêu thị hôm nay có giảm giá lớn. Tôi đi trước một bước đây. Đáng nghi thật. Cứ cảm giác cậu ta đang che giấu cái gì vậy? May mà mình đã điều tra được địa chỉ của nhà cậu ta. Nếu như mình trốn ở trong nhà cậu ta trước, có lẽ có thể biết được thứ mà cậu ta muốn che giấu là cái gì. Trốn ở đâu được thì được đấy. Ủa? Đồ ở trong căn phòng này đặt rất là kỳ lạ. Thế nào cậu ta chính là dựa vào mấy cái thứ này để thức tỉnh siêu năng lực sao? Mùi vị này là... Thiếu Bạch, hôm nay siêu thị giảm giá lớn. Tôi đã mua cho anh cái món mì thịt bò ngâm chua mà anh yêu thích nhất đây. Người đâu rồi? Sáng nay hắn nói luyện đan thiếu vài vị thuốc đã ra ngồi rồi, cậu quên rồi sao? Ba, cuối cùng thì ba cũng đã về rồi.
Tính tiền sao cô lại xuất hiện ở trong nhà của tôi? Còn nữa, tôi không phải là ba của cô đâu. Tôi thấy cô ta không cẩn thận mở thiên nhật ký mà Tiểu Bạch ngâm rồi. Không phải chứ, ba đã lâu rồi vẫn chưa về với cô. Cô nhanh tỉnh lại cho tôi. Tôi không phải là ba của cô đâu. Thiên nhật ký này có ảnh hưởng không lớn đối với người tu tiên. Những người bình thường chỉ cần hít một ít ra cái thở xoay nghi một ngày đấy. Muốn cô ta tỉnh chỉ có thở. Ép dược lực của cô ta ra ngoài mà thôi. Trong cái thở của tiểu cô nương này lại có linh căn, hơn nữa còn là hỏa linh căn, cách lực tương tác với linh khí. Linh căn? Sư phụ, ý của người là cô ta có tư chất tu tiên trời sinh sao? Không sai. Mặc dù tư chất không bằng đồ nhi của mình nhưng mà cũng xem như là nhặt được bảo vật rồi. Nào, nhanh dùng linh khí để cô ta thức tỉnh lại đi. Đúng lúc đó ta xem thử khoảng thời gian gần đây người có tiến bộ hơn với khống chế linh khí hay không. Được. Hả? Mấy ngày nay ta cũng đã quan sát tiểu cô nương này khá lâu, tâm tính của cô ta cũng không xấu. Lát nữa đợi cô ta tính lại thì hãy đem chuyện tu tiên đối với cô ta. Thêm một người tu tiên với ngươi thì sẽ càng tốt. Cậu muốn làm cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó đang còn nảy sinh. Đẹp thật. Đây chính là sư phụ mà cậu đã nói sao? Đúng vậy. Cậu có thể nhìn thấy cô ta rồi sao? Xem ra hiệu quả cũng không tệ. Vừa nãy tôi đã nhìn thấy những cái thứ gì vậy? Ta đã vượng linh khí ở trong cơ thể của sư huynh ngươi điểm hóa vào thần thức của ngươi rồi. Linh căn trong cơ thể của ngươi cũng đã bị kích hoạt rồi. Sư phụ, vậy bây giờ có phải là ta đã dùng được tiên pháp rồi không? Còn sớm lắm. Chuyện này không thể vội vàng được đâu. Quyển phi tinh linh kiếm quyết này ngươi cứ cầm và nghiên cứu một chút đi. Đa tạ sư phụ. Giờ đã muộn vậy rồi, sao tính tiền hay là hôm nay cậu ở lại đây ăn cơm đi, tôi sẽ sung bắp nấu ăn nhá. Được thôi. Thưởng đi. Cậu nấu ăn ngon thật đấy. Chị tính tiền. Chị ăn chậm một chút thôi, có chừng bị nghiện đấy. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cùng được ăn cơm với người khác. Quả nhiên có người khác ăn cùng ngon hơn nhiều. Ba mẹ của cô đâu? Công việc của bọn họ bận rộn như vậy, căn bản là không có thời gian để quản tôi. Khi tôi nhờ chỉ có một bảo mẫu, người máy ở cùng với tôi. Người máy sao? Như thế thì cũng thảm thật. Mình nghe nói ba mẹ của Tấn Tiền đều là anh hùng. Nếu như theo lý mà nói, cuộc sống của gia đình sẽ bất hạnh, sẽ rất hạnh phúc. Không ngờ là như vậy. Chị Tấn Tiền, vậy sau này chị có thể thường xuyên tới nhà bọn họ, bọn em chơi được không? Được thôi. Đúng lúc quá, tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo anh trai của cô. Sau buổi ăn cơm tối ngày thứ hai, các bạn bây giờ sẽ tung ra một tin lớn. Đây là nghi cơ lớn nhất trong lịch sử của Hiệp hội Anh hùng.
Gần đây hiệp hội đã phái nhiều anh hùng cấp SD vờ vờ tiêu diệt Thâm Hải Vương, nhưng tất cả một đi không ai trở về, trong đó bao gồm cả anh hùng Niệm Động Hiệp Vị Anh Hùng thứ ba cấp S. Tính tiền, Niệm Động Hiệp không phải là bao của cô sao? Ông ấy có bị sao không? Bà xảy ra chuyện như vậy, sao mẹ lại không nói gì với mình nhỉ? Chuyện này có giao lại cho Hiệp hội Anh Hùng, bọn họ sẽ nghĩ cách không còn mỗi người phải lo lắng đâu. Tính tiền, đừng có mất tập trung, chỉ yên tâm một chút đi. Sư phụ, phương pháp cảm tri linh khí hôm qua cũng đã học xong rồi, phép thuật nhỏ học được cũng không ít nếu như theo tốc độ này. Còn bao lâu nữa sẽ đi vào điện khí kỳ? Không thể cho con một viên đạn dược giống như trước đây sư huynh đã từng ăn sao? Sư phụ, phương pháp cảm tri linh khí hôm qua cũng đã học xong rồi, phép thuật nhỏ học được cũng không ít nếu như theo tốc độ này. Còn bao lâu nữa sẽ đi vào luyện khí kỳ? Không thể cho con một viên đan dược giống như trước đây sư huynh đã từng ăn sao? Đừng vội vàng mà đi đường tắt, đan dược mà sư huynh của người ăn đã đi vào luyện khí kỳ thì có tác dụng phụ. Mặc dù hiện tại đã đến luyện khí kỳ, nhưng mà linh khí của hắn lại tiêu hao gấp đôi người bình thường. Còn có chuyện như vậy sao? Sao sư phụ không nói sớm? Chớp tác dụng phụ này đã là gì chứ? Chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập, đợi sau khi ngươi rút cơ, tác dụng phụ này sẽ tự động biến mất. Tay tay tử, ta bờ rồi. Tiểu Bạch, ngươi đã tìm thấy dược liệu chưa? Ngươi nhìn nè, đây là dược liệu Phong Ngọc Linh Chi cuối cùng rồi. Là đan dược có thể thăng cấp trữ lượng linh khí rất nhanh, có thể luyện chế ra. Tiểu Muội Muội, là ai vậy? Đây là đồ đệ ta mới thu nhận. Ngươi đến rất đúng lúc. Trên người của ngươi có pháp bảo gì không? Nhanh lấy ra cho đồ đệ ta dùng đất phòng thân đi. Ta đâu có pháp bảo gì đâu chứ. Mấy cái pháp bảo này đều là do tôi trộm được dược liệu mới cần dùng tới, tuyệt đối không thể tặng người khác được. Ngươi không giấu ta được đâu, nhanh lấy ra đây cho ta, nghe chưa hả? Cái này là Ngọc Vô Cực Độn Hình, đem theo lên trên người, chỉ cần đổ vào thấp ít linh khí để có thể che giấu được thân hình của bản thân, gặp phải nguy hiểm gì cũng đã chạy trốn vô cùng có tác dụng. Đa tạ tiểu bạch ca ca. Có thể che giấu thân hình không phải nói là pháp bảo này rồi, mình sẽ có cơ hội cấu ba ra ngồi được rồi sao? Tên tiền, bây giờ con đang ở đâu? Quản gia nói con bây giờ vẫn chưa về nhà. Con ở đâu thì liên quan gì tới Mỹ? Chuyện của bà tại sao lại che giấu con? Nói với con cũng không giải quyết được cái bất cứ vấn đề gì, con chỉ còn hôn ngon ngỗ mà đi học. Chuyện này Mỹ sẽ xử lý tốt. Cái gì mà không giải quyết được bất cứ vấn đề gì? Mỹ, dù sao con cũng là con gái của anh Hùng, bà sẽ nói chuyện như vậy Mỹ lại bỏ đi, không nói chuyện với Mỹ nữa. Tin tiền, tin tiền. Bình thường bị mọi người xem thường thì thôi đi, bây giờ đến ngay cả mẹ cũng. Lần này mình nhất định sẽ dựa vào sức mạnh của bản thân để chứng minh cho mọi người thấy. Con gái của anh Hùng đây là cái mác từ khi mình sinh ra đã bắt đầu bị gắn lên rồi. Từ nhỏ mình đã được kỳ vọng rất cao. Trong mắt của bọn họ, mình là người ưu tú vờ các mặt. Nhanh nhìn kìa, trộm tính tiền là chỉ đứng hạng 2. Đúng vậy,
Con gái của hội trưởng hiệp hội anh hùng mà chỉ xếp hạng 2 thôi sao? Ê, con gái của anh hùng cấp S ra chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Mặc dù mình vẫn luôn rất là cố gắng để chứng minh bản thân, nhưng vẫn luôn phụ lòng mong chờ của mọi người. Bây giờ thậm chí đến ngay cả siêu năng lực đột nhiên cũng biến mất rồi. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào siêu năng lực của ba. Mình không muốn sống dưới cái bóng của ba mẹ. Cho dù chỉ dựa vào tiên pháp vừa mới học được, mình cũng sẽ kéo ba ra ngoài được. Huấn luyện điều khiển xe trong kỳ nghỉ 1 tháng trước xem như cũng không vô ích.